Với chiều dài hơn 1 km, phố đi bộ Bạch Đằng ở thành phố Thủ Dầu Một được rất nhiều người dân lựa chọn để chụp ảnh lưu niệm và check-in. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, tuyến đường này được trang hoàng với những tiểu cảnh vô cùng độc đáo. Rồng phun nước là tiểu cảnh được người dân chọn nhiều nhất để check-in tại phố đi bộ Bạch Đằng, bởi con rồng này rất độc lạ và màu sắc cũng rất sặc sỡ. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, người dân Bình Dương và du khách rất phấn khích khi tại phố đi bộ Bạch Đằng được trang hoàng linh vật rồng vô cùng bắt mắt. Ngoài những đường nét uốn lượn, màu sắc hài hòa, thì phần đầu rồng cũng rất có thần. Đặc biệt hơn, linh vật rồng ở đây có thể phun nước theo thời gian đã được cài đặt sẵn. Người dân từ khắp nơi xúng xính áo quần đến đây để chụp hình Tết. Nay là ở ngoài phố đi bộ nó có rất là nhiều cái cảnh đẹp, và nhất là cái con rồng phun nước này, thì con thấy đây là một cái sự độc đáo tại phố đi bộ Bạch Đằng. Tôi thấy là đến chỗ con rồng là thấy tuyệt vời nhất và thích nhất. Những năm khác thì những con khác nó không có đẹp bằng cái con rồng này, mà phải nói là những nghệ nhân nào là lên cái tuyệt phẩm này là quá tuyệt vời luôn. Ngoài rồng phun nước, dọc phố đi bộ Bạch Đằng còn được trang hoàng nhiều màu sắc, những cụm mai đào rực rỡ, những cụm tiểu cảnh mang đậm không khí Tết. Ngoài những điểm nhấn nổi bật thì phố đi bộ Bạch Đằng được đầu tư rất chu đáo với những không gian hoa hài hòa và rất đẹp. Với con đường đầy màu sắc ven sông Sài Gòn lộng gió đã thu hút đông đảo người dân tìm đến tham quan, chụp ảnh. Hình tượng của con rồng tuyệt vời như thế này thì tôi nghĩ, và cái sự mong muốn của cá nhân tôi thì cái Bình Dương mình nó sẽ phát triển nhiều hơn, cái sự bay lên của cái tỉnh Bình Dương mình nó nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Việc trang trí những không gian Tết nhiều màu sắc như phố đi bộ Bạch Đằng làm cho người dân rất phấn khởi. Mọi người đều kỳ vọng một năm mới ấm no, sung túc, kỳ vọng quê hương Bình Dương phát triển hiện đại và văn minh.